Đoạn video ghi lại cảnh con đon đẻ con được Thảo cầm viên Sài Gòn chia sẻ trên Fanpage đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ, sáng ngày 10 tháng 4, khi nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn bắt đầu công việc kiểm đếm số lượng và kiểm tra sức khỏe động vật đầu giờ sáng thì bắt gặp khoảnh khắc một con đon đang sinh nở. Khoảnh khắc này đã khiến các nhân viên cảm thấy hạnh phúc. Sau khi được chia sẻ, đoạn video trên đã nhận được hàng ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội. Một số người tò mò và cho rằng con vật này trông giống một con nhím hoặc chuột. Theo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đòn là một loài thú họ nhím, không thuộc nhóm bảo tồn hay quý hiếm. Chính vì vậy khi nhìn thoáng qua, nhiều người vẫn nghĩ chúng là nhím con chưa trưởng thành. Đòn có kích thước nhỏ hơn và cân nặng trung bình chỉ từ 2 đến 3 kg. Chúng phân bố tự nhiên ở rừng, trên các núi đá vôi, ban ngày thường ẩn nấp trong các hang hốc cây, hốc đá tự nhiên và chủ yếu tìm kiếm thức ăn vào ban đêm. Chúng sống thành các bầy nhỏ khoảng 10 cá thể, mỗi lần sinh sản dao động từ 1 đến 2 con non, thức ăn đa dạng từ các loại củ quả, vỏ cây, rễ cây. Bên cạnh việc chăm sóc các loại động vật quý hiếm có giá trị bảo tồn, Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn nuôi dưỡng một số loại động vật có mức độ ưu tiên bảo tồn thấp để minh chứng cho việc đa dạng và phong phú của các loài động vật trong tự nhiên.